cộng sản việt nam đã không cho gia đình ông bùi tính đưa cho cốt của ông về lại cố hương Thưa quý vị, tin từ Paris cho hay, gia đình cố đại tá Bùi Tính vẫn chưa thể đưa tro cốt của ông về Việt Nam sau gần 18 tháng kể từ khi ông mất vì chế độ Cộng sản ở Hà Nội vẫn chưa cho phép. Theo đài BBC, thì gia đình ông muốn đưa tro cốt của ông về an táng tại Việt Nam như là di nguyện của ông và làm lễ cáo phó và đám tăng chính thức cho ông. Ông Bùi Tính qua đời ngày 11 tháng 8 năm 2018 tại Bệnh viện André Quicroy ở Montreal, ngoại ô Paris nước Pháp, hưởng thọ 91 tuổi. Hiện nay thì tro cốt của ông vẫn đang được thờ ở chùa Khánh Anh thuộc địa phận Avery. Từng là đại tá quân đội Cộng sản và là cựu phó tổng biên tập báo Nhân dân, ông trở thành nhà bất đồng chính kiến và chạy sang Pháp năm 1990 và đã ở tị nạn từ đó cho tới khi ông mất. Ông có nhiều bài viết và nói chuyện chỉ trích chế độ Cộng sản và cứ gọi đa nguyên chính trị ở Việt Nam. Thái độ của ông đã làm cho chế độ Cộng sản ở Ba Đình không ưa ngay cả khi ông đã mất. Chúng rất sợ đám tang của ông sẽ gây ra những phản ứng mà nhà nước không ngờ và sẽ không đối phó kịp. Trước đây, thì Cộng sản Việt Nam tìm cách phá rối hoặc bôi xấu những nhân vật bất đồng chính kiến như là ông Hoàng Minh Chính hoặc là tướng Trần Độ trong tang lễ của họ. Theo đài BBC, thì tuần qua Việt Nam đã tổ chức đám tang tương đối long trọng cho Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Cộng sản tại Trung Cộng trong nhiều năm. Ông là một viên chức cao cấp thức tỉnh và có nhiều bài viết về âm mưu thâm độc của Bắc Kinh đối với Việt Nam và chỉ trích sự độc tài của chế độ Cộng sản Việt Nam. Từ đám tang của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nhiều nhà bình luận hy vọng bà Đình sẽ cho phép gia đình của ông Bùi Tính đưa tro cốt của ông về lại cố hương trong một ngày gần đây.